Sáng ngày 29 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh huyện Mỹ Xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội thi an toàn giao thông cho trẻ em là Yêu Việt Nam. Hội thi đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 200 diễn viên là các trẻ mầm non, thầy cô giáo và phụ huynh của 11 đơn vị đến từ 11 phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố. Đến với hội thi này, mỗi đội tham gia hai phần thi là tuyên truyền cổ động và an toàn giao thông cho trẻ em với hình thức tạo hình nghệ thuật dành cho cô và trẻ. Với phần thi đầu tiên, mỗi đội thể hiện màn chào hỏi bằng các hình thức khác nhau như giới thiệu về tên đội chơi, về thành tích truyền thống của địa phương, ý nghĩa của hội thi tuyên truyền khuyến khích mọi người chấp hành luật giao thông và biểu diễn văn nghệ, ca hát múa, liên khúc, tấu hài, bài hát tự biên theo làn điệu dân ca Việt Nam do trẻ tự thực hiện, có nội dung tuyên truyền, đưa ra thông điệp và vận động mọi người chấp hành đúng luật giao thông đường bộ và đường thủy. Với phần thi này, các bé đã có phần trình diễn đầy tự tin khi cùng các cô giới thiệu về đơn vị mình. 90% trẻ vui đến trường bằng xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm, xây dựng cổng trường an toàn giao thông, làm ghép hoạt động tuyên truyền giao thông, xây dựng mô hình trường học mầm non an toàn giao thông. Nếu phần thi đầu tiên đòi hỏi nhiều sự sáng tạo thì phần thi thứ hai rèn cho các em nhiều ở kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo làm việc nhóm. Nội dung này với 6 chủ đề được đưa ra, giáo viên sẽ bốc thăm chủ đề, theo đó thực hiện một sản phẩm vẽ, nặng, cắt, xé, dán bằng nhiều nguồn nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành bức tranh có nội dung về an toàn giao thông theo chủ đề. Khi sản phẩm hoàn thiện, sẽ cử đại diện giới thiệu trước ban giám khảo về thông điệp của bức tranh gửi đến hội thi. Hôm nay con đi thi rất là vui. Thông qua hội thi, con biết được đội mũ bảo hiểm là bảo vệ cho chúng mình. Bé muốn sang đường thì phải có người lớn dắt tay. Đi trên giặt cắn dành cho người đi bộ. Khi gặp đèn tín hiệu thì xe phải dừng lại. Ngồi trên ghe nghe ngắn mặc áo phao. Được tham gia hội thi với tinh thần rất là phấn khởi và được học hỏi nhiều điều hay từ các đội bạn, thì từ đó em có thể là tiếp thu và lồng ghép vào kế hoạch giảng dạy chương trình Tôi Yêu Việt Nam cho trẻ một cách phù hợp, và từ đó có thể tuyên truyền luật lệ an toàn giao thông cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi để trẻ có thể đạt được mục tiêu của mình một cách nhẹ nhàng, và từ đó trẻ sẽ lĩnh hội được an toàn giao thông, đến trường học ngàn điều hay. Tuyên truyền về an toàn giao thông là một nội dung trong chương trình giáo dục mầm non và hội thi an toàn giao thông đã trở thành hoạt động thường niên, góp phần tạo sân chơi và thực hiện có hiệu quả tuyên truyền luật giao thông trong nhà trường ngay từ bậc học này. Năm nay, hội thi tiếp tục đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các trường, phụ huynh học sinh sau thời gian tạm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19. Ở tại trường mầm non thì giáo dục an toàn giao thông cũng luôn được triển khai bởi vì nội dung này được lồng ghép vào trong chương trình giáo dục mầm non. Và chính vì thế, ngay từ ở độ tuổi mầm non mà các cháu được tham gia các hội thi và đặc biệt là được làm quen với luật giao thông thì đó cũng là một trong những cái kỹ năng sống để giúp cho các cháu sau này trở thành một người công dân tốt và chấp hành đúng luật giao thông cũng như là các luật khác liên quan đến đời sống hàng ngày của trẻ. Thi năm nay thì chúng tôi vừa tổ chức là có cái sự tham gia của trẻ em, của giáo viên và của cả phụ huynh. Vì thế là chúng ta thấy rằng là cái sức lan tỏa cũng như là cái tuyên truyền về cái an toàn giao thông nó được lan tỏa rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là thông qua các cái hội thi này thì chúng ta thấy rằng là cũng vừa huy động được trẻ đi học và cũng vừa tham gia được các cái hoạt động mang cái tính chất là văn hóa, mang cái tính chất là tuyên truyền để giúp cho bậc học mầm non càng ngày càng được phát triển tốt hơn. Với hội thi an toàn giao thông cho trẻ em là Yêu Việt Nam, tỉnh Sóc Trăng năm 2022 đã tạo sân chơi cho các em, đồng thời có sức lan tỏa, huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội về việc chấp hành đúng luật giao thông vì chính sự an toàn cho trẻ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chương trình Tôi Yêu Việt Nam năm 2022 của cấp học mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.